Ok, mình chào anh em nhá. Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình đang có mặt trên game 68 game bài. Và con tài xỉu đồng xanh này thì nó đang ra một cái phong cầu bệt khá là nhiều anh em ạ. Đây thì trong cái phiên lúc nãy nó cũng có một con tài 18. Bây giờ cái hũ này mình đánh giá là khá là non nhá. 400 triệu. Lên tầm này tay rồi mà nó lực 400 thì nó cũng hơi non anh em ạ. Cảm giác là cái hũ này nổ ra từ cái quả 2 tỷ. Đúng không? Từ cái hũ 2 tỷ đúng không? Nó ra tầm 464 triệu à. Ok. Đây coi như là chục tay này. Đây nữa hai chục tay. Mà mới lên được tầm gần 500 thì cũng hơi kém anh em ơi. Tại này nói chung là test phát nè. Nãy giờ ra cầu bệt nhiều quá rồi. Ok. Phá phát ăn luôn anh em ơi. Tay đầu nó phải gọi là cực kỳ là son anh em ạ. Nói chung là ít vốn mà anh em mình chơi tay đầu tiên mà như thế này thì chắc chắn là một hôm lãi to rồi anh em ơi. Mình thì mình cũng có cái cách chơi như kiểu này anh em ơi. Tức là mình sẽ vào rất là nhiều tiền từ những cái tay đầu tiên anh em ạ. Để cố gắng chốt lãi luôn. Ở đây là có một con xỉu nữa này. 10 củ cho anh em nhé. Đây 121 luôn này. Đấy vào quá chuẩn form luôn anh em ạ. Để xem có ăn được không. Mình thì mình chỉ dám vào tầm 1-2 tay thôi. Vào nhiều quá thì cũng hơi lo hơi sợ anh em ạ. Với cả 1-2 tay này thì nó là những cái tay mà nó dễ ăn, nó chắc chắn là sẽ ra anh em ạ. Nên mà mình mới dám vào thôi. Chứ những tay bình thường như này thì cứ chiêu chiêu thôi anh em ơi. 2 củ, 3 củ, đấy. Chỉ cần làm 2 tay cái là mình có lãi luôn. Bây giờ chơi nó cũng nhẹ đầu anh em ạ. Nói chung là lâu lâu thì anh em gặp cầu đỏ nó hên hên thì anh em ăn được thôi chứ. Đấy, tay này đứt này. Chán chưa? Ok, phải chịu thôi anh em ạ. Phải chịu thôi. Nói chung là cái cầu này thì mình thấy xu hướng nó ra con tài nó phá ấy thì nó sẽ ra hai con và một con xỉu đấy, nhưng mà hôm nay thì nó lại đéo ra nữa, nó lại ra cầu mới thì mình cũng phải chịu, mình theo cầu mới thôi, cũng chẳng có cách nào anh em ạ. Ở đây thì nó đang ra xu hướng 1-1 thì mình bắt tạm cho anh em nhé. Thôi có lẽ là mình sẽ chơi riêng con tổng xanh này thôi, còn 15 kia thì mình sẽ bỏ anh em ạ. Bây giờ thì có lãi sau hai tay đầu tiên thì nó chơi rất là chill, rất là thoải mái anh em ạ. Bây giờ mình cứ bình tĩnh chơi thôi. 3 củ một tay mà phang thì bao giờ hết được tiền. Nếu mà đen thì 3 củ một tay là tầm 5 tay à? 3, 15. Thế vẫn chưa được. Thế phải chục tay thì mày ra mình mới âm tiền, mình mới kiểu lỗ hết anh em ạ. Hoặc là tầm 7 tay các thứ gì thôi. Đấy, 7, 8 tay thì đấy thì nó mấy gọi là đi thôi. Tay này lại xỉu à? Ok, chịu thôi. Hơi ít tiền cũng không phải lo nhưng mà hai tay mình làm H20 mình đây có chết 6 củ mà cũng đòi làm xi nhê với mình đúng không? Không có tuổi nhưng mà. Nói chung là hai con xỉu này thì nó thay hai con tài nhưng mà. Thì mình cũng chịu thôi, chưa biết làm sao giờ. Nói chung là nó muốn ra cầu thế thì cũng phải để cho nó ra thôi. Tài này gấp 6 nhá. Tài này gỡ lại hết cho anh em luôn này. 502, ôi trời ơi. Lên hũ nhanh phết đấy chứ. Nãy 460 đúng không? Lên 50 cụ trong vòng 3 tay. Nhờ đúng không? Đúng rồi. Ok cũng nhanh em ạ. Mỗi tay vị trí nó sẽ vào tầm 15 cụ lên. Hay là 20 nhỉ? 15 đúng không? Khả năng 15 anh em ơi. Đấy thì nó lên là chính xác rồi anh em ơi. Nào. Để xem là cái này tỷ 4 bên tài chứ. Hơi nhiều. Ui 1-3 rồi. Rồi đi luôn cái này anh em ạ. Thôi bỏ. Đồng xanh vừa mới bú hai tay xong mà nó lại như thế này thì mình chịu rồi đấy. Thôi thì bắt con này đi anh em ơi. Chán quá anh em ạ. Nói chung là đầu game thì lại hai tay đầu mình đánh cũng chủ quan anh em ơi. Thế đéo nào lại thua luôn cái tay 6 củ cái nữa thì bây giờ chơi khó. Khó vãi đái anh em ơi. Rồi. Để xem là này có gỡ gạc lại được tí nào không. Không gỡ gạc được thì cũng căng nhẽo rồi. Mình quất nhầm lên cái ra xỉu luôn anh em ạ. Mình đỡ thì đéo nào được. Quả này khó rồi. 8-16 này. Trời ơi. Lại về vốn luôn à. Thế này chết cơm mình rồi. Trời ơi. Hỏng cái ăn anh em ạ. Biết thế nãy giờ không chơi như này. Chơi bài bé rồi mẹ. Cứ 2-3 củ mà phang thì bao giờ lỗ được. Hỏng rồi. Đấy. Nhiều khi anh em mình chơi nó cũng sẽ phải gặp cái trường hợp như này anh em ạ. May rồi, ok này ăn nhá. Nó phải lên 50 triệu cơ. Đó, thế là gọi là chuẩn của mình. Đấy.
nhiều khi nha, mình chơi cũng gặp cái trường hợp như này, đen vãi đái như đúng không? Đấy. Mình cũng chưa biết nói nào với cái vấn đề mà mình đang mắc phải nha bạn. Bắt cầu đen kinh nha mà. Đây là một con tài 16 này. Mười năm thì ra chưa? Đây, một con tài nữa đi. Con này 6 củ hợp lý này. Rồi. Rồi, ok. 50. Vãi đái anh em ơi, hỏng rồi. Tính toán như thế mà không lên được 50 triệu. Ui, vãi đái nhá. 950k, trời ơi. Ok. Nó đang còn tay đồng xanh này, còn 12 giây. Bắt đâu nhỉ? Thôi mình nghĩ mình sẽ không bắt đâu anh em ơi. Bắt thì chết dở đi anh em ạ. Nãy giờ bắt con tài xỉu đồng xanh nó báo mình hết tiền, xong mình phải làm phát 15 củ, mình gỡ lên, xong mình ăn lãi này. Đấy, mình mà đéo có mấy cái tay mà kiểu ngu ngu như kia là bây giờ mình không khéo lên 100 triệu rồi anh em ạ. Đánh ác kinh anh em ạ. Nhưng mà may mắn là mấy tay chốt thì mình vẫn cứ là ngon lành, cứ là bù lãi anh em ạ. Mấy tay đấy thì thực ra là cũng không muốn vào đâu, nhưng mà thấy đéo nào thua sâu quá anh em ơi. Đấy, làm cái quả kia nghe ảo ma, hay có vấn đề gì rồi đúng không? Chắc biết như nào anh em ơi. Con 15 này khả năng cao là mình sẽ bỏ, không chơi. Tay sau chơi nhá. Mình sẽ chơi lúc vào tay cuối rồi anh em ạ. Tay cuối xong mình sẽ nghỉ luôn. Thực ra là một con game này thì mình thấy là chỉ cần có lãi là mình nghỉ được rồi. Nhưng mà vì cái thời lượng video của mình ấy, thì nếu mà mình nghỉ sớm thì anh em cũng chán đúng không? Đấy, thế nên mình sẽ cố gắng làm thêm một tay nữa cho anh em. Tay này gọi là phô diễn cho anh em luôn đấy chứ. Sẽ rơi vào 50k thôi anh em ạ. Đấy, để xem có ăn được không. Nhẹ nhàng tình cảm thôi anh em ơi. Tay này gọi là tay thủ tục để mình dừng cái video. Bởi vì là nãy giờ mình cũng ăn một số tiền tương đối nhiều rồi. Đấy, đúng không? Đây, 50k mình sẽ lên một nó sẽ là tròn thành 50 triệu ấy. Đấy thì đánh nó hợp lý đúng không? Thôi mình cho thêm 10k nữa này. Nếu đâu nó trừ một chút chi phí đi thì nó lại đéo ăn được lên lên 50 thì nó cũng hơi khoai nhưng mà. Nào để xem nhá. 7 giây nữa này. Ăn xong cái này cái nghỉ luôn. Hoặc là không ăn cũng nghỉ. Rồi không ăn anh em ạ. Chán nhở. Ok nếu mà không ăn rồi thì thôi. À mà còn đồng xanh nữa này, hay chơi nữa. Thôi anh em ơi. Thôi đi, chơi nữa thì càng chơi càng ham anh em ạ. Nói chung là anh em đã bảo là nghỉ thì anh em sẽ phải nghỉ luôn đi chứ. Mà chơi nữa thì ham lắm anh em ạ. Cái bộ môn này anh em càng nghỉ sớm càng tốt chứ không phải là xấu đâu nhá. Đấy. Nếu mà còn lãi thì càng sớm càng tốt đúng không? Nghỉ càng sớm càng tốt. Chứ mà anh em chơi nữa thì nó cũng không có lợi gì đâu. Thật sự ấy. Cái sau cầu kèo những đâu xấu thì lại chết tiền. Đấy, lại hết tiền ngay. Mình nên suýt mất đúng không? Đấy, coi như là một cái bài học đi. Bây giờ thì cái video của mình nó cũng khá là dài rồi. Bây giờ mình sẽ dừng cái video này ở đây nhá. Anh em nào thích cái video này thì cho mình xin một like, một share. Ok, cảm ơn anh em.